Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Phần thứ nhất trong video này, đời người quyết định sang hèn bởi 5 điều này. Và phần thứ hai, phụ nữ sở hữu 3 nốt ruồi này thì giàu sang phú quý trọn đời. Bất kể bạn là ai, dù giàu hay nghèo, dù cao sang hay thấp hèn, dù hạnh phúc hay là đau khổ, nếu bạn kiên trì rèn luyện tính cách, mọi điều mong muốn đều có thể đạt được. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách học hỏi và sống sao cho đúng đắn. Sau đây, thì mời bạn hãy xem những điều quyết định sang hèn bởi 5 điều này. Thứ nhất, biết cách nhu hòa như nước, rồi nước chảy đá sẽ mòn. Nước trông có vẻ yếu mềm, nhưng khi đối mặt với những vật cản cứng rắn như đá, nước sẽ từ từ mài mòn chúng, thể hiện sức mạnh của sự kiên trì và mềm mại. Đó chính là nguyên tắc lấy nhu thắng cương. Khi nước đóng băng, nó trở nên cứng như sắt thép. Càng ở trong điều kiện lạnh giá, nước càng cứng rắn. Con người cũng cần được như vậy. Càng gặp gian khổ thì càng phải thể hiện ý chí kiên cường và bền bỉ. Khi nước biến thành hơi, nó trở nên vô hình. Nhưng khi hơi nước tụ lại trong một phạm vi nhất định, nó có thể tạo ra lực đẩy cực lớn. Đây chính là nguyên tắc tụ khí sinh tài. Vì vậy, để đạt được những thành công lớn, con người cần rèn luyện tính cách nhu hòa, mềm mại như nước, dũng cảm nhận sai và khắc phục sai lầm. Dù nghèo hay là giàu, đều rèn luyện tính cách, tính khí mới có thể là làm được chuyện lớn. Con người ta có tật xấu, dù có điều gì xảy ra, không cần biết đúng sai, luôn cho mình là đúng. Đây chính là nguyên do khiến ta không thể phát triển được. Nhận biết được cái sai, sửa sai và bỏ qua những điều sai phạm của người khác đầy bao dung. Đó gọi là tu nhân tích đức cõi đời. Nhận sai không phải khiến bạn trở nên thua kém, thấp hèn, mà là dùng sự thông minh, bình tĩnh để thức tỉnh người khác. Lùi một bước biển rộng, trời cao, nhẫn một chút sóng yên biển lặng. Nếu biết mình sai mà không chịu thừa nhận, vậy sai càng thêm sai. Con người như vậy sẽ dần bị cô lập rồi sống đơn côi cả đời. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với người khác là nghệ thuật trong giao tiếp. Con người không có sự thấu hiểu sẽ sản sinh ra thị phi, tranh chấp và hiểu nhầm. Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Cuộc sống trở nên hài hòa hơn. Thấm nhuần chữ nhẫn. Trong 6 phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành của Phật giáo, thì chữ nhẫn là đệ nhất, không oán trách mình, trách người, biết bỏ qua những sai lầm, rút kinh nghiệm và sống tốt hơn. Cổ nhân cũng thường nói, một điều nhịn là 9 điều lành, chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Nhẫn là đức tính đẹp, là cảnh giới cao nhất của kiếp người. Học cách buông bỏ. Con người luôn tự rơi vào đau khổ, tuyệt vọng bởi không hiểu hay cố tình muốn điều muốn họ quy luật theo tự nhiên, không cần phải buông bỏ để an lạc tự tại. Hãy biết trân trọng hiện tại, nâng niu, giữ gìn cẩn thận, kẻo khi mà vuột mất có hối hận cũng muộn màng. Ngược lại, những người, những điều mà không phải của mình, đừng cố tranh giành, hãy buông bỏ, nới lỏng lòng tay và buông xuôi để vạn vật trở lên bản ngã của nó. Cuộc đời phú quý thường có 3 nét mặt như này. Người xưa thường nói, mệnh do ta tạo, phúc tự mình cầu. Tức là số mệnh do chính ta quyết định. May mắn không phải từ trên trời rơi xuống, mà do bản thân tích lũy mà có. Trong nhân tướng học, người ta tin rằng có thể nhìn thấy một phần số phận của ai đó thông qua diện mạo và tướng mạo bên ngoài của họ. Thực chất điều này là do tâm sinh tướng. Ngoại hình của một người sẽ phụ thuộc vào tâm hồn, suy nghĩ bên trong của người ta. Vì vậy,
thông qua vẻ bề ngoài, ta có thể nhận thức thấy phúc khí của một người. Và dưới đây, hãy cùng kênh Triết Lý Tuổi Già đi tìm hiểu 3 cái đặc điểm phản ánh vận mệnh của một người. Đôi tai biết lắng nghe. Đôi tai giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc lắng nghe, và nghe có vẻ là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, kỹ năng lắng nghe có thể quyết định sự thành bại của một người. Lắng nghe không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu và kết nối, mà còn giúp xây dựng thêm mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, lắng nghe còn là việc thấu hiểu cảm xúc bản thân, sắp xếp suy nghĩ hợp lý và kiến tạo thế giới nội tâm của chính mình. Theo nhân tướng học, những người có tai cao, vành tai to như tai Phật là những người biết lắng nghe, thường có tuổi thọ thì sống rất lâu, cực kỳ may mắn, dễ dàng có được mọi điều mình mong muốn. Những người này có số giàu sang, phú quý, tiền bạc dư giả, cuộc đời vô tư, sung sướng. Đôi mắt tinh tường thế sự. Đôi mắt sinh ra không phải để nhìn chằm chằm vào điểm yếu của người khác, mà là để chú ý tới điểm mạnh của họ. Đôi mắt khôn ngoan là đôi mắt biết nhìn ra điều hay lẽ phải ở đời. Mỗi chúng ta cần học cách dùng đôi mắt sáng suốt để quan sát ưu điểm của mọi người, bỏ qua những khuyết điểm của họ. Khi đó bạn mới có thể gặt hái được những cái hạnh phúc tiềm ẩn. Điều đó không chỉ khuyến khích người khác, mang lại cho họ cảm giác được công nhận, mà còn khiến bạn trở nên đáng trân trọng hơn. Những đường nét đẹp trên khuôn mặt, ở mắt, miệng, tai không chỉ thể hiện vẻ đẹp thể chất của một người, đó còn là phúc khí, là vẻ đẹp tâm hồn, những phẩm chất đáng quý được lột tả qua đặc điểm bên ngoài. Miệng nói lời hay dễ nghe. Lời nói con người sử dụng hàng ngày tưởng là một điều bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô biên. Mọi người sẽ nhìn nhận, đánh giá về bạn thông qua những gì mà bạn nói. Nếu học cách ăn nói khéo léo, bạn sẽ có được phúc khí tốt. Người biết sử dụng lời nói thông minh luôn toát lên một khí chất riêng biệt. Dù gặp nhiều chuyện không vừa ý, nhưng họ vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Nếu không để ý, những lời nói ra dễ làm tổn thương người khác, khiến người khác tổn thương, cũng khiến vận khí của chính mình bị hao hụt. Vận khí hao hụt, đương nhiên mọi chuyện trong đời khó mà suôn sẻ. Vì vậy, mỗi người nên rèn luyện ngôn ngữ khéo léo, tử tế và lương thiện để gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ngay bây giờ không phải để chờ lâu thì mời quý cô bác anh chị tiếp tục đến với lại nội dung thứ hai trong video này ạ. Phụ nữ sở hữu 3 nốt ruồi này thì giàu sang phú quý trọn đời. Trong nhân tướng học, đây là 3 vị trí nốt ruồi mang lại may mắn và phúc lộc cho người phụ nữ. Chỉ cần một trong 3 nốt ruồi này, bạn đã hơn người rồi, an nhàn hơn, tận hưởng phúc trời ban cho. Thứ nhất, nốt ruồi cằm ở trên môi. Những người phụ nữ có nốt ruồi trên môi thường được trời ban phúc khí và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Họ thường là những người sáng tạo, có gu thẩm mỹ, thông minh và tài giỏi. Từ khi còn nhỏ, họ đã chiếm trọn tình cảm của bạn bè và người thân xung quanh nhờ vào tính cách tốt bụng và sự yêu thương chiều chuộng hết mực. Ở tuổi trưởng thành, người phụ nữ có nốt ruồi ở trên môi thì đều có cuộc sống ổn định và vững vàng. Dù làm trong lĩnh vực gì thì họ cũng dễ dàng đạt được thành công và được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Càng làm việc, người này càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiếm được nguồn tài chính dồi dào, chẳng cần phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Đặc biệt, sau khi lập gia đình, cuộc sống của người phụ nữ có nét tướng này thường phất lên như diều gặp gió. Họ không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà còn giúp chồng xây dựng sự nghiệp riêng và nuôi dạy con cái ngoan hiền. Có thể nói, hậu vận của một người phụ nữ có nốt ruồi ở môi trên thì thường hạnh phúc và êm ấm. Nốt ruồi ở trên cằm. Không phải ai cũng biết rằng nốt ruồi nằm ở trên cằm là một vị trí thuận lợi trong nhân tướng học. Thông thường thì người phụ nữ sở hữu nét tướng như vậy thì thường thông minh, chu đáo và tốt bụng, ân cần. Trong cuộc sống thì họ sẽ được quý nhân soi đường dẫn lối và giúp đỡ nhiệt tình cho mình. Ngoài ra thì nhờ vào thần tài nhà vía,
mà cuộc sống của người phụ nữ này lúc nào cũng giàu sang, hiếm khi rơi vào cảnh khốn khó. Bên cạnh đó, phụ nữ có nốt ruồi ở cằm thường khiêm tốn, biết mình, biết ta và có lòng thương người, nên đi đâu cũng được yêu mến, làm việc gì cũng có người hỗ trợ. Đến tuổi trung niên, họ thường có sự nghiệp ổn định và cuộc sống gia đình êm ấm. Khi về già, người có nét tướng này cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và viên mãn, đầy đủ bên con cháu ngoan hiền. Nốt ruồi phía dưới chân tóc. Trong nhân tướng học, những người phụ nữ có nốt ruồi nằm ở phần giữa chân tóc và trán thường có tính cách thông minh, nhanh nhạy và khéo léo, giỏi giang. Đặc biệt là những người sở hữu nét tướng này chỉ có số thông minh cao và dễ dàng tạo ra nhiều điều phi thường trong cuộc đời của mình. Mặc dù không phải sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng những người này có tiền đồ và tương lai tươi sáng. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, học hành chăm chỉ và đỗ đạt cao. Đến tuổi trưởng thành, người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở phía dưới chân tóc thường làm gì cũng thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn. Người này cũng có tính cách lạc quan, vui vẻ và tốt bụng, nên đi đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ vậy mà cuộc sống dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua và vươn đến cuộc sống giàu sang, hiếm ai bằng. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.